Giá heo hơi hôm nay 11, 4 dao động trong khoảng 48.000 đồng trên kg đến 52.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang. Thị trường heo hơi tại miền Bắc lặng sóng ngày đầu tuần. Trong đó, heo hơi tại các địa phương bao gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình và Vĩnh Phúc đang được thu mua với giá 51.000 đồng trên kg. 50.000 đồng trên kg là mức giao dịch tại các địa phương bao gồm Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội và Tuyên Quang. Thương lái tại các địa phương còn lại tiếp tục thu mua heo hơi với giá 49.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên ổn định. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang thu mua heo hơi với giá 48.000 đồng trên kg. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Ninh Thuận tiếp tục giao dịch cùng mức 49.000 đồng trên kg. 50.000, 52.000 đồng trên kg là khoảng giá được chứng kiến tại các tỉnh còn lại. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lặng sóng. Thị trường heo hơi tại miền Nam không ghi nhận biến động mới. Theo đó, tỉnh Tây Ninh duy trì thu mua heo hơi với giá 48.000 đồng trên kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Bình Dương đang giao dịch ở mức 49.000 đồng trên kg. Các tỉnh, thành khác chứng khiến giá thu mua trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng trên kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng trên kg thân ái chào bà con.